Hỏi: xin thầy cho biết mục đích của thọ Bồ Tát giới để làm gì? Bồ Tát giới đó là những điều đạo đức mà theo đạo Phật Đại thừa đó, các vị tu sĩ Phật giáo đó cần phải tiếp nhận. Mục tiêu tiếp nhận với Bồ Tát là để làm cho tâm của những người xuất gia trở nên từ bi, thể hiện sự quan tâm và đồng cảm của mình đối với những nỗi khổ niềm đau mà đồng loại đó đang phải chịu đựng và tiếp tục chịu đựng. Nhờ tâm từ bi đó đó, người xuất gia sẽ trở nên năng động hơn, nhập thế hơn, có mặt trên từng cây số trong cuộc sống, để khi chỗ nào có tiếng khổ đau trỗi dậy là có bàn tay sự năng động và nhập thế của các vị tu sĩ đến cứu giúp rồi. Cốt lõi của giới Bồ Tát đó là phát triển lòng từ bi, năng động nhập thế. Về sau này đó thì giới Bồ Tát được mở rộng cho Phật tử tại gia, để người tại gia đó cũng trở thành là cánh tay nối dài của chánh pháp Phật, của sự phục vụ Phật pháp dành cho người đời. Vì là người tại gia cho nên người thọ giới Bồ Tát đó được gia giảm một số điều mà chỉ có người xuất gia mới thực hiện được. Chẳng hạn như người tại gia thọ giới Bồ Tát đó thì không cần thiết phải gọi là sống đời độc thân, họ vẫn có thể có gia đình, vợ chồng, con cái, rồi có tình yêu, tình thương một cách chung thủy một vợ một chồng. Còn là người xuất gia đó thì là tuyệt đối không để cho tâm mình bị trói buộc vào trong cái khoái lạc tình yêu và tính dục, nhờ đó phát triển được tâm từ bi một cách trọn vẹn nhất và đầy đủ nhất. Một điều khó khác đó của người thọ giới Bồ Tát đó là phải ăn chay trường. Vì ăn chay trường là cách để nhân lớn lòng từ bi ở một mức độ cao nhất, không còn ăn thịt các loài động vật dù chỉ là gián tiếp thôi. Cho nên người tại gia có năng lực, có tâm nguyện lớn, có tinh thần vô ngã, có thái độ bồi vị tha, có tâm phụng sự, nên tình nguyện tiếp nhận với Bồ Tát để chúng ta năng động hơn phục sự cho cuộc đời. Nhờ đó mà nhiều người biết đến đạo Phật, vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Câu hỏi khác: Phật tử tại gia có nên thọ trì giới bát quan trai hay không? Để xác định là có nên hay không đó, chúng ta phải hiểu được cái nguyên do mà Đức Phật hướng dẫn giới bát quan trai. Vào thời Đức Phật cũng như là trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau đó, có nhiều Phật tử tại gia rất thích đi tu nhưng không biết rằng là mình có tu thích hợp không, có tu bền vẫn hay không, vào chùa có khó quá hay không, và tu có kết quả phụng sự nhân sinh được hay không. Do vì chưa chắc chắn cho nên á, cái khóa bát quan trai giới đó là cái khóa tập tu cho người xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ. Một tháng đó người tại gia có thể tiếp nhận tối thiểu là 2 ngày bát quan trai giới. Người tinh tấn hơn có thể nâng lên thành 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Giá trị phẩm giới của bát quan trai giới đó tồn tại trong 24 giờ đồng hồ. Ví dụ như các quý vị nào thọ bát quan trai giới đó đến chùa và tiếp nhận giới vào lúc 7 giờ rưỡi sáng, thì đúng 7 giờ rưỡi sáng của ngày hôm sau giới đó tự kết thúc. Và hiện nay các chùa đều vì phương tiện cho nên 7 giờ truyền giới nhưng mà 5 giờ chiều đã xả giới rồi, như vậy giới đó mới được thực hiện có 10 tiếng mà. Dù là xả giới rồi, giá trị và hiệu lực của giới đó vẫn tiếp tục tồn tại cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Vì cái cam kết chúng ta với Đức Phật trong việc tiếp nhận giới này là 24 giờ đồng hồ. Nhưng mà trên thực tế là chúng ta làm rất là xê xoa cho nó có thôi, để cầu phúc thôi, chứ chúng ta không hiểu được là mục đích là để tập cho chúng ta tu xuất gia. Và trong thời gian tiếp nhận nhiều giới bát quan trai trong nhiều ngày thì nhiều người sẽ nhận ra được là hạt giống xuất gia ở tôi có thật sự là vững mạnh như là những vị xuất gia chân chính khác hay không.
Nếu câu trả lời là có thì hãy cố gắng thu xếp mọi công việc để trở thành người xuất gia chân chính. Cho nên theo chúng tôi đó, bát quan trai giới không nên truyền bá đại trà, nhất là cho những người không có nhu cầu xuất gia. Và bát quan trai giới cũng không nên được tiếp nhận vì mục đích để cầu phúc, vì đây nó là một cái phép thử tu ngắn hạn trong một ngày, để từ đó chúng ta xác định cái khuynh hướng tu tập hoặc tại gia hoặc xuất gia của chúng ta. Ngày nay thì tại Việt Nam có khóa tu một ngày an lạc bắt đầu vào năm 2007 tại chùa Phổ Quang. Lúc đó chúng tôi là tổng điều phối của khóa tu, và chúng tôi đã đề xuất với Hòa Thượng Thích Trí Quảng, trưởng ban tổ chức khóa tu đó, nên dùng cái từ là một ngày an lạc để thay thế cho các khóa tu bát quan trai giới hiện nay đang rất là phổ thông tại các chùa Việt Nam mà vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc. Còn tu một ngày an lạc đó thì thành phần nào cũng có thể tiếp nhận được, ngay cả những người chưa phải là Phật tử vào tham gia khóa tu thì suốt ngày hôm đó họ được an lạc. Sáng mơ đó, sau khi tụng kinh niệm Phật thì đến phần nghe thuyết giảng, trung bình đó là hai giảng sư, 8 giờ đến 9 giờ là các vị giảng sư lão thành, phần lớn là các vị hòa thượng lỗi lạc. 9 giờ đến 10 giờ đó là một vị giảng sư trẻ triển khai cũng đề tài đó dưới góc độ ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Rồi sau đó là tụng kinh, ăn cơm trong chánh niệm. Rồi 1 giờ đó là tiếp tục thức dậy tụng kinh niệm Phật. Sau đó 2 giờ đến 4 giờ chiều đó là vấn đáp Phật pháp tự do, đào sâu vào cái chuyên đề là khóa tu của ngày hôm đó. Thì đó là cái chương trình tu học một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang, mà hiện nay đó nó đã được phổ biến rộng rãi trên là 30 tỉnh thành của Việt Nam. Theo dự đoán của chúng tôi, khoảng chừng 20 năm nữa đó thì cái khuynh hướng khóa tu một ngày an lạc đó nó sẽ trở nên là phổ biến và thay thế dần cái khóa tu bát quan trai, vốn nó chỉ thích hợp với một thiểu số người muốn xuất gia mà chưa chắc chắn rằng hạt giống xuất gia của mình có thật sự là nhiều hay không. Để giúp cho những người tập sự xuất gia hoặc là muốn xuất gia đó hiểu rõ cái hạt giống tâm linh của mình, thì người cần xuất gia đó cần phải lưu tâm một số điều như sau. A. Đề sống độc thân nhưng không cô đơn. Nếu người tại gia nào đó phù hợp với lối sống này thì hạt giống xuất gia ở người đó là rất cao. Cái khó nhất của một đệ tu là sống độc thân mà không cô đơn, để chúng ta không có phải bị dướng kẹt vào trong đời sống tình cảm, tình yêu và tính dục như người tại gia. B. Sống giản dị mà thanh cao, tức là không trưng diện, không trang sức phẩm, không áo quần quá đẹp, không hưởng thụ các cái tiện ích vật chất, họ sống rất là giản dị chân thành. Thì những người nào có được cái tố chất đó thì nó phù hợp với nhân cách của người tu. Thứ ba, có tâm vô ngã lớn, phụng sự lớn, nhiệt quyết lớn, năng lực lớn, đạo đức lớn, từ bi lớn và trí tuệ lớn. Hội đủ được tất cả những đức tính vừa nêu đó thì trở thành người xuất gia sẽ làm cho Phật giáo trở nên hữu dụng. Người xuất gia đó sẽ năng động nhập thế phụng sự không mệt mỏi, làm được rất nhiều việc cho Phật tử tại gia. Nói tóm lại, các quý Phật tử nào có ý nguyện thích tu nhưng mà không biết là mình tu nổi hay không, chỉ cần đối chiếu với 3 điều kiện vừa nêu, nếu ai hội đủ được 2/3 thì cái cơ hội đi tu ở người đó là rất dễ dàng. Thậm chí trong trường hợp có những người chỉ đạt được 1/3 trong 3 đức tính vừa nêu, nếu chịu có phấn đấu nỗ lực khắc phục 2 điều còn lại thì người đó vẫn có thể tu tốt ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và ai thấy mình á họ đủ được các yếu tố vừa nêu, hãy cố gắng thu xếp công việc gia đình, công việc làm ăn, phát nguyện trở thành người xuất gia có lý tưởng. Và bằng cách đó người ấy sẽ có đủ thời gian, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để làm các Phật sự lệ lạc cho tha nhân. Xin đi câu hỏi khác.